Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục trong những video review những hệ thống karaoke tiêu chuẩn cho các bác chơi karaoke gia đình. Ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu toàn thể các bác cấu hình karaoke tiêu chuẩn dành cho gia đình, phòng hát chuyên nghiệp hay là karaoke phòng trà, quán bar, vũ trường thì có thể sử dụng chung thiết bị này, và chúng ta chỉ nhân với số lượng lên thôi. Các bác có thể vào phòng trà, quán bar, vũ trường các bác nhé. Đầu tiên em xin giới thiệu toàn thể các bác là model là loa CB Audio CF12, loa nhập khẩu chính hãng các bác nhé, nhập khẩu chính hãng CB Audio có tem QR code, nhập khẩu phun thuế. Một chiếc mic không dây, một bộ mic không dây C300 từ QT Acoustic và vang số là QT Acoustic SV1000. Một chiếc cục đẩy công suất 2 kênh CB Audio với mã là C800. Một chiếc loa subwoofer active, tức là loa xúc điện liền công suất là ZGM-MZ15. Tổng bộ cấu hình này gồm có là hai loa, một quản lý nguồn, một mic không dây, một vang số và một cục đẩy công suất. Cùng với đó là cái thứ không thể thiếu bắt nhịp cho hệ thống này, đó chính là loa xúc ZGM vào sau. Cả bộ này là chưa tới 30 triệu các bác nhé. Đáng nghĩa này là em còn thiếu cái chân loa, nhưng mà do thời lượng video nó có hạn nên là cũng xin phép toàn thể các bác quay trong clip lần sau và test trong clip lần sau, giới thiệu tổng bộ như này để các bác tham khảo. Trong clip lần sau thì thời gian nó còn sớm hơn nữa thì em sẽ mời anh chị em ca sĩ đến hát thử cho các bác cùng xem, chứ hiện tại nó cũng khá là muộn rồi nên là cũng không thể test nhạc được. Mặc dù chỉ là test nhạc thôi nhưng không thể test nhạc được nên là sẽ quay trong clip lần sau này, em sẽ test luôn cái chất âm của combo bộ như này các bác nhé. Đấy, loa nhập khẩu chính hãng CB Audio chưa tới 30 triệu. Sản phẩm bộ này gồm có là hai loa, một súp vang bích đẩy của đinh nguồn đó, và tặng theo các bác là chân loa nữa nhưng mà đang hết. Đấy, và bên cạnh đây thì em có bày thêm đó là loa di cầm vào sau các bác nhé. Đấy, HF12, loa CB chính đây, đây là loa CB đi theo bộ này đó, như này là bộ này. Đấy, chúng ta là sẽ full option bộ này lên là chưa tới 30 triệu và tặng cho các bác là một cặp chân loa hỗ trợ lắp đặt đầy đủ cho các bác trong khoảng cách là 100 km các bác nhé. Còn ngoài 100 km thì bên em sẽ tính thêm một tí gọi là chi phí. Trong clip lần sau thì em sẽ lên nhạc test bộ này, và clip sau nữa thì sẽ lên cấu hình để các bác chơi gia đình, đó là full option combo ZGM sau cũng có là loa, mic đẩy và subwoofer. Đấy, loa mic đẩy subwoofer. Đây. Em vừa có bày vẽ ra đây một tí. Đấy. Thì trên đây là video giới thiệu những hệ thống karaoke tiêu chuẩn. Trong clip lần sau thì em mời ca sĩ đến và hát thử cho các bác xem. Cũng như là sẽ có thật một vài cái video quay thực tế để có cho các bác xem với những không gian diện tích tương tự như khán phòng của các bác đang sử dụng. Với diện tích phòng ở đây là vào khoảng 25m2 thì em cũng tự tin mà nói luôn cho các bác là cái độ phản xạ phản hồi âm thanh ở trong phòng này cũng rất là ghê gớm nhá. Em đã sử dụng những cái tấm mút tiêu âm bằng trứng, mút đen này, mút vàng này đó, để trang trí, vừa trang trí cũng như là vừa là tiêu âm nhưng vẫn chưa thua gì. Đấy, nếu như trong phòng của các bác mà kê ít đồ thì các bác cần phải bổ sung thêm những cái vật liệu tiêu âm hỗ trợ thêm, ví dụ như là xúc trứng tiêu âm, búng trứng tiêu âm, hoặc là những vật liệu tiêu âm đặc biệt gọi là smart trap tiêu âm tiêu chuẩn. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, không bị rối âm nhiều. Nhưng mà trong không gian diện tích phòng như thế này thì sử dụng như này là khá hợp lý rồi. Quạt trần đây, đèn đóm đây, ánh sáng hơi hạn chế nên là các bác cố gắng xem nhé, xem hết video. Với hệ thống này thì em cũng tự tin vào luôn các bác chơi karaoke rất là tốt, rất là hay, có thể đánh nhạc rất là lớn. Các bác nóng khi TTA phê rượu vào các bác chơi nhạc thoải mái tin mù nhá. Ok, trong clip lần sau thì em sẽ test chất âm với hệ thống này, mời các bác cùng nghe, cùng xem và cùng cảm nhận. Trước khi các bác xuống tiền thì các bác có thể qua địa chỉ showroom hay là phòng thí nghiệm của em. Hiện tại em đang đóng trụ sở chính tại là ngã tư cầu vượt Hương Hà, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Đấy, đây là cái đường này.
đêm tối rồi em không quay nhiều ra ngoài đâu, em quay qua qua thôi, ngã tư cầu vượt Hưng Hà, xã Phương Triều, thành phố Nghệ An. Để biết thêm thông tin về sản phẩm thì các bác liên hệ trực tiếp là 0869 809 122. Đó. Trong những clip lần sau thì em sẽ review những siêu phẩm cao cấp hơn và sẽ có một vài clip, video clip chia sẻ kiến thức chuyên môn của một số những sản phẩm cao cấp hơn nữa. Ngoài cái lĩnh vực là karaoke gia đình chuyên nghiệp thì bên em cũng có những sản phẩm liên quan đến touring biểu diễn sự kiện chuyên nghiệp ngoài trời. Nên các bác nào có quan tâm thì đến bất cứ sản phẩm nào hay lĩnh vực nào liên quan đến âm thanh thì cũng liên hệ trực tiếp nha. Em có thể tư vấn miễn phí cho toàn thể các bác. Còn nếu mà các bác thấy em nói hay mà nói đúng, cũng như là đã chia sẻ cho các bác những cái mà các bác kiếm ra được nhiều tiền, các bác có thể ủng hộ bên em theo hình thức là thông tin chuyển khoản, ví dụ thế. Nói vui thế thôi nhá. Ok, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những clip lần sau. Clip lần sau là chắc chắn sẽ test chứ không có giới thiệu vò này đâu. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá.